Gì vậy? Bắt đầu người chơi. Cái mần ở hồng tắc nhà ở hồng tắc cái mần mà. Rồi. Đừng quên là cái mần nhà ở hồng tắc á. Chứ vì chờ mà nó đi thấy trời tôi mày bị say nó qua lại thì nục bị say qua lại chứ bị say bị ông muốn ít địa ngục nó bị say qua lại khí chế của mình như là bị thấy bây giờ ở trong khao nhưng bị nùng vú cho sáng á. Có con kêu mày lát. Bắt được rồi đó. Bắt rồi nè, lầu lên mà nè, chắc là bị mất hàng cục. Anh chắc là bị mất hàng cục mà. Hàng cục rồi đó hả? Đúng rồi, bị hàng cục rồi nè. Nghe lời đấy. Đúng rồi, bị hàng cục. Nói như nói chắc hàng mình chó nghe lời mình nghĩ đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không phải không? Chỉ vậy rồi, chỉ vậy rồi. Ý ra ngoài thôi. Ra ra. Rồi làm tức kêu là. Làm gì nhỉ? Uống thuốc vào đi. Rồi uống thuốc vào. Không không không. Sao cái này rồi? Uống thuốc. Tóc ở đâu là vậy? Bỏ đây. Cái gì vậy? Cái này là bị nhục cái gì la ngoài. Cái này nè. Tác dụng gì đó. Cái tác dụng này rồi. Dễ lắm. Cái gì? Tác dụng lại nè. Uống dao. Cái gì la đâu à? Cái gì vậy?
coi nhà nó nắp thì nó thì cái gì nổi ta bị nổi này nè. Cho mấy con chó này để con đã. Cho mấy con cá này, con chó này để con này. Không biết chó con thì thằng nhân đàn Ha.
Mình cũng ít nhà có việc. Mày lời lời nhỏ làm cắt mê các bạn. Bạn ơi. Một loài dầm dìm sĩ với các bạn. Giờ bây giờ mình khẩu đẹp ai ba các bạn với các bạn đó nè. Mình biết là ai của các bạn đi nè các bạn. Ah.
chỗ này xua sâu. Mình làm gì được nè. Làm gì được chứ cái thuốc rồi nè. Nhưng này biết làm gì được rồi nè nè. Nè nè. Bây giờ nè. Đi chế tạo thuốc độc quá. Bây giờ để chơi chơi nha. Thì Bin thích làm thuốc, mấy cái chai là thuốc này là Bin tự làm hay Bin tự hay là Bin lấy chỗ khác vậy?